Lisa diện đồ tắm két quốc điêu luyện, tra dáng hoa hậu tương lai, Hồ Ngọc Hà tự hào thừa nhận con hơn mẹ. Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ loạt video đưa cặp song sinh Lisa và Leon đi bơi. Hai nhóc từ nhà nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả trầm trồ bởi kỹ năng bơi lội thành thạo, có thể nhịn thở lâu trong nước. Bên cạnh đó, Lisa còn mặc đồ tắm thể hiện kỹ năng kết quát bên hồ bơi. Hồ Ngọc Hà tự hào thừa nhận, nói chung hơn mẹ. Hồ Ngọc Hà từng là người mẫu sáng giá trên sàn két quát của những năm đầu thập niên 2000 cô sở hữu đôi chân dài vóc dáng chuẩn và thần thế sang chảnh người hâm mộ cho rằng lisa đã thừa hưởng ghen người mẫu từ mẹ bên dưới bài đăng nhiều khán giả để lại lời khen dành cho cặp song sinh nhà hồn ngọc hà đặc biệt khi nhìn lisa kết quắt, một số người còn nhận xét cô bé ra dáng hoa hậu trong tương lai xinh đẹp không thua gì mẹ các bình luận nổi bật như lisa ra dáng hoa hậu rồi nha lisa càng lớn càng xinh giống mẹ hà nhìn hai đứa nhỏ bơi mà mình hổ thẹn lisa đi tướng người mẫu yêu quá hoa hậu hoàng phủ tương lai là đây rồi leo bơi giải quá yêu hai bé này lắm <laughs> lisa và leon được ba mẹ cho học bơi lội từ nhỏ chính vì thế khi gần 4 tuổi hai nhóc thì đã có thể bơi thành thạo trên mạng xã hội hồng ngọc hà từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh đưa các con đi bơi nhiều người tán thành cách dạy con của nữ ca sĩ bởi bơi lội không chỉ là một môn thể thao mà còn là kỹ năng sinh tồn giúp bé an toàn về phần lisa nhóc thì được nhận xét thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của mẹ cô bé có thể hát, vẽ tranh, múa ba lê. Hồ Ngọc Hà cũng cho con tập yoga ăn mặc xanh điệu như một fashionista nhí. Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ cô xem con gái như bạn thân. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng dạy ái nữ làm việc nhà, biết phụ giúp ông bà. Gần đây, Lisa gây chú ý khi mới gần 4 tuổi đã biết đọc kinh Phật. Cô bé cũng tốt buồn chia sẻ đồ chơi với các bạn nhỏ khó khăn. Nói về con gái, Hồ Ngọc Hà bày tỏ, người bạn thân nhất. Gần 4 tuổi nhưng vẫn trò chuyện không trợt nhịp nào với bạn gần 40. Dù bận rộn công việc, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý luôn cố gắng sắp xếp thời gian để ở cạnh, dạy dỗ con. Cặp đôi thường đưa các bé đi du lịch nước ngoài hoặc tham quan nhiều địa điểm trong nước. Bên cạnh đó, Kim Lý còn đối xử rất tốt với con riêng của Hồ Ngọc Hà là Su Bell. Cặp song sinh cũng rất quấn quyết và yêu thương anh trai.